5 chiếc bánh mến chào anh chị em trong tình yêu thương Chúa Kitô. Trên Facebook, cha chánh xứ Du Xe Nguyễn Công Hoàng vừa chia sẻ một câu chuyện xảy ra tại nhà thờ giáo xứ Mẹ Thiên Chúa, giáo hạt Hàm Tân, giáo phận Phan Thiết, sáng nay lúc 11 giờ 15 phút, thứ Hai, ngày 12 tháng 9 năm 2022. Một vị sư từ tỉnh Thất Thiên Quang, gần núi Tung, tỉnh Đồng Nai, đến xin cha xứ hướng dẫn học đạo để theo đạo Công giáo. Cha chánh xứ Du Xe Nguyễn Công Hoàng đón tiếp ân cần và quan tâm thăm hỏi. Được biết hoàn cảnh tỉnh Thất Thiên Quang đang gặp khó khăn, cha Hoàng đã động lòng trắc ẩn và gửi vị sư ít quà đem về cho tỉnh Thất. Hy vọng đây là một khởi đầu của cuộc hành trình về với Chúa mà vị sư này được hồng ân Thiên Chúa soi lối. Cha Du Xe Nguyễn Công Hoàng đã được Đức Cha Du Xe bổ nhiệm làm linh mục chính xứ Mẹ Thiên Chúa. Tính đến ngày hôm nay, Thiên Chúa đã thực hiện những công trình kỳ diệu qua cha. Cha đã đưa khoảng 1.000 tân tòng trở về với Chúa và giáo hội. Cha đã xây dựng được ngôi nhà Chúa rất kiên cố và to lớn, mặc dù giáo xứ rất nghèo nàn. Để có được ngày hôm nay không phải dễ, biết bao thăng trầm của vị mục tử đã gặp phải, nhưng tất cả đều được dẫn dắt trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Những tháng ngày sống trong thánh chức linh mục, cha đã xác tín hơn vào sự nâng đỡ của Thiên Chúa. Chính cha cũng không ngừng nhắc lại câu khẩu hiệu đời linh mục của mình, ơn ta đủ cho con, Thiên Chúa đã không ngừng ban ân sủng xuống trên cha và giáo xứ. Qua việc ngày càng có nhiều người ngoại đạo xin gia nhập giáo hội Công giáo, cùng tạ ơn Chúa với cha Du Xe, chúng ta cầu chúc cho cha mãi hạnh phúc trong đời tận hiến và luôn hăng say phục vụ đoàn chiên mà Chúa qua giáo hội trao phó. Chúng ta cũng cầu xin cho từng thành phần dân Chúa trong cộng đoàn giáo xứ Mẹ Thiên Chúa luôn xác tín và tình yêu của Chúa mà vững bước trên cuộc lữ hành đức tin để tiến về nhà cha